Khi bị người khác coi thường, làm điều này cực khôn ngoan. Kính thưa quý vị và các bạn, khi trưởng thành, bạn sẽ nhận ra rằng hầu hết mọi người hòa hợp với nhau vì lợi ích. Thế giới bao la, tất cả đều vì lợi ích của chúng mình. Nếu chúng ta muốn tồn tại trong xã hội này, chúng ta phải thỏa hiệp vì lợi ích. Chúng ta thường cảm thấy tức giận vì bị người khác coi thường và sợ người ta lừa dối mình. Trên thực tế, khi đối mặt với những người như vậy, bạn không cần quan tâm đến họ. Vậy khi bị người khác coi thường, người thông thái sẽ làm gì? Khi bị người khác coi thường, người thông thái không tìm cách đáp trả, mà sẽ làm ba điều sau đây. Đầu tiên, hãy lờ đi. Khi người khác coi thường bạn, nếu bạn phớt lờ đi chuyện đó thì chính anh ta cô ta mới là người tức giận. Những người coi thường người khác có một đặc điểm, họ kiêu ngạo. Họ cho rằng mọi hành động của bạn là sai và họ muốn thấy bạn tức giận vì bị chế giễu. Trong tình huống như vậy, khi đối mặt với họ, chỉ cần chúng ta lờ đi, chúng ta có thể giành chiến thắng. Một sự im lặng sẽ hiệu quả hơn một lời phản bác. Nếu người khác coi thường bạn, bạn nên cư xử mềm mỏng. Thủ thuật này gọi là lùi để tiến. Việc cố gắng tranh cãi, phản bác không khiến người ta từ coi thường thành tôn trọng bạn. Sự thật là như vậy. Thứ hai, làm việc chăm chỉ. Đối mặt với một người coi thường bạn, điều gì có thể kích thích anh ta nhất? Tất nhiên bạn đang làm tốt hơn người ta. Vì vậy, khi bạn gặp một người rất khó chịu và thường coi thường bạn, hãy làm việc chăm chỉ. Đừng bỏ cuộc và hãy âm thầm tiến lên phía trước. Khi người khác có thành kiến với chúng ta, điều đó làm bộc lộ những bất cập của chúng ta ở một mức độ nhất định. Nếu bạn muốn mọi người thay đổi suy nghĩ của họ, trước tiên bạn phải thay đổi bản thân. Mọi người đều thích những viên kim cương được đánh bóng, chứ không phải những viên kim cương vỡ vụn. Sự sáng chói của bạn, sự vinh quang của bạn là đòn giáng mạnh nhất vào tất cả những người coi thường bạn. Vì vậy, cho dù hiện tại bạn đang buồn bã, đau đớn thế nào và những người đó đã tổn thương cho bạn như thế nào đi chăng nữa, thì cũng đừng từ bỏ việc hoàn thiện bản thân. Nếu bạn có khả năng, bạn có đủ tự tin để làm lại từ đầu và tỏa sáng theo cách riêng của bạn. Chỉ cần bạn lên cao, những kẻ coi thường bạn sẽ phải ngả mũ kính phục bạn. Thứ ba, mỉm cười. Đây là một cách tuyệt vời để đối phó với những người coi thường bạn. Khi người khác coi thường bạn, phản ứng đầu tiên của bạn phải là tức giận. Nhưng sau đó, bạn cần nở nụ cười thâm thúy. Hơn nữa, nụ cười của bạn cũng sẽ tạo nên tác động nhất định với những người coi thường bạn. Khi anh ta cô ta chế nhạo bạn, bạn giả vờ rằng bạn không hiểu và bạn phớt lờ những gì anh ta nói. Lúc này, bạn cần bình tĩnh, mỉm cười là được. Thế giới rộng lớn, việc gặp phải người coi thường bạn là rất bình thường. Khi ai đó coi thường chúng ta, không cần phải quá tức giận, bực bội hay muốn chút bầu tâm sự. Chúng ta có rất nhiều cách để làm họ nổi giận mà không làm tổn thương bản thân một chút nào. Điều duy nhất chúng ta có thể làm tốt và sống tốt, để những người coi thường phải thay đổi suy nghĩ về bạn. Khả năng của chính chúng ta và thành công của chúng ta là sự khinh miệt lớn nhất đối với những người đang chế nhạo chúng ta. Kính thưa quý vị và các bạn, phải làm gì khi bị người khác coi thường? Thái độ điềm tĩnh sẽ giúp bạn được người đời nể trọng. Sau đây xin phép quý vị được kể lại một câu chuyện của người xưa để làm dẫn chứng. Chuyện rằng vào năm Hy Ninh thứ tư 1071, trong một lần cải trang dạo chơi, Tô Thức nhà văn, nhà thơ nổi tiếng thời Bắc Tống, hiệu Đông Pha Cư Sĩ, nên còn gọi là Tô Đông Pha, giữ chức thông phán ở Hàn Châu và một ngôi chùa để nghỉ chân vì đã khá mệt sau chuyến du ngoạn. Do không mặc quan phục nên trông ông rất giản dị, bình thường. Thấy vậy, vị phương trượng trong chùa liền tỏ ý xem thường và nói với ông, ngồi, đoạn lại quay sang bảo tiểu hòa thượng, trà. Tiểu hòa thượng hiểu ngay tâm ý của thầy mình, liền mang cho khách một chén trà cũ đã nguội. Tuy nhiên, chỉ sau vài câu chuyện, Tô Thức đã cho thấy được khả năng ăn nói lưu loát và phong thái phi phàm của mình. Lúc này, phương trượng cảm nhận được vị khách của mình chẳng phải tầm thường, nên đã mời ông vào trong phòng đàm đạo. Sau khi vào phòng, phương trượng khách khí nói, mời ngồi, lại bảo tiểu hòa thượng kính trà.
Đến khi biết được vị khách này chính là đại thi nhân tiếng tăm lừng lẫy Tô Đông Pha, Phương Trượng lại trở nên cung kính hơn và mời ông vào phòng khách, liên tục nói, kính mời ngồi. Rồi lại gọi Tiểu Hòa Thượng, kính trà thơm. Lúc Tô Đông Pha cáo từ, Phương Trượng đề nghị Tô học sĩ Hạ Cố đến chơi, mời ngài để lên mấy chữ làm lưu niệm. Tô Đông Pha mỉm cười múa bút, viết lên một câu đối. Vế trên là tọa, thỉnh thượng tọa, ngồi, mời ngồi, kính mời ngồi. Vế dưới là trà, kính hương trà, kính trà, kính trà thơm. Vị Phương Trượng lúc đó mới thấy xấu hổ đỏ bừng mặt, không nói được lời nào. Qua câu chuyện trên, có thể thấy Tô Thức thông minh và rất đáng nể trọng, bởi ông đã không vì cử chỉ đối xử tệ bạc của nhà sư mà nổi giận. Chính thái độ điềm tĩnh, ung dung của ông lại khiến vị Phương Trượng kia phải hổ thẹn. Ở đời cũng vậy, giá trị của một người nào phải chỉ gói gọn trong vài lời nói của người khác, mà phải trải qua cả một quá trình nuôi dưỡng, luyện rèn. Khi đã đạt được phong thái điềm tĩnh thanh cao như Tô Thức trong câu chuyện ở trên, thì tự khắc bạn sẽ được người khác tôn trọng. Theo các nhà tâm lý, việc một người bị khinh thường được xem là tổn hại đến lòng tự trọng, làm chúng ta cảm thấy bị coi thường. Và khi tất cả cô đọng lại thành cảm xúc trong tâm hồn, bạn sẽ cảm thấy mất giá trị hoặc không được tôn trọng. Vì thế, trong cuộc sống, bạn không nên quá để tâm vào những lời nói tiêu cực, bởi chúng sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến tinh thần bạn, trong khi người gieo những cảm giác đó cho bạn vẫn cứ ung dung thản nhiên. Theo lời của nhà văn Turgenev của Nga, tin tưởng bản thân bạn trước, sau đó người khác mới tin tưởng bạn. Làm gì có ai tôn trọng bạn nổi, khi chính bản thân bạn cũng tự coi thường mình. Bởi vậy, tự tin là yếu tố tiên quyết cần có để tránh bị người khác coi thường. Hãy kiên nhẫn chờ đợi, giá trị thật sự của bạn sẽ được khẳng định qua thời gian và bằng hành động, chứ không phải bằng lời miệt thị của người khác. Hãy luôn là chính mình. Khi nào muốn cười thì cười, khi nào muốn khóc thì khóc, tự mình làm chủ tâm trạng mình, chủ động nắm giữ cuộc sống của mình. Làm cho chính mình trở nên tốt đẹp hơn là một cách hoàn hảo, để đáp trả những người xem thường bạn và cũng để cho mọi người càng yêu mến bạn thêm. Quý vị thân mến, tiếp theo sau đây là cách bậc trí giả hành xử khi bị người khác xem thường. Trong cuốn Mã Thuyết của Hàn Dũ thời Đường viết rằng, thiên lý mã thường có mà Bá Nhạc lại không thường có. Bá Nhạc là người hiếm hoi có thể nhận biết thiên lý mã vậy. Rất nhiều khi, năng lực chân thực của một người không được người khác lý giải và tán thưởng, thậm chí còn bị coi thường xem nhẹ. Lúc ấy, một số người thường có tâm chán nản hoặc sinh ra bực tức, oán trách người khác. Kỳ thực, đó không phải là thượng sách. Khi gặp tình huống bị người khác không lý giải được, thậm chí bị coi thường xem nhẹ, một người nên xử lý như thế nào mới là thượng sách? Đức Khổng Tử đã từng khuyên bảo các học trò của mình rằng, nhân bất chi nhi bất uấn, bất diệt quân tử hồ. Luận ngữ, ý tứ là người khác không hiểu ta mà ta không nổi nóng, không oán giận họ, thế mới là tính cách của người quân tử. Người ta cần bảo trì được tâm thái cân bằng, không nên nổi giận, cũng không nên vì thế mà chán nản nhụt chí, càng không thể vì thế mà từ đó trở đi coi mình là người thất bại. Oán giận dễ dàng khiến con người bị kích động, mất đi lý trí. Nhưng để kiềm chế bản thân không nổi nóng, không oán giận là một việc không hề dễ dàng. Chỉ những người có quy phạm đạo đức mới có thể ước thúc được lời nói và việc làm của mình. Cho nên, người không hiểu ta, ta không trách họ là một loại đức hạnh, một loại cảnh giới, phải trải qua quá trình không ngừng cố gắng tu dưỡng mới có thể đạt đến được. Trong lịch sử, những người có tài năng thực sự mà có thể đạt đến cảnh giới bình thản khi bị người khác xem thường, đều được người đời tôn kính, ngưỡng mộ và được sử sách ghi chép lại. Trong sách Thế Thuyết Tân Ngữ có kể một câu chuyện như vậy. Đới Quỳ và Tạ An đều là quan lớn thời Đông Tấn, nhưng Tạ An lại thường cậy tài khinh thường với Đới Quỳ, và Đới Quỳ cũng biết rõ điều này. Một lần, sau khi hai người gặp mặt nhau thì đứng lại nói chuyện hàn huyên một lúc. Đối với Tạ An mà nói, cuộc hàn huyên ấy chẳng qua chỉ là cuộc trò chuyện xã giao mà thôi. Trong cuộc trò chuyện, hai người đã nói một chút về đàn cổ và vấn đề sáng tác. Dưới con mắt của Tạ An, Đới Quỳ không có tài năng nổi trội, nên trong khi trò chuyện Tạ An thể hiện ra dáng vẻ
khinh khi xem thường. Nhưng đế quỳ lại không để tâm đến thái độ ấy, mà thực sự dùng hiểu biết của mình về đàn cổ và sáng tác để đàm luận cùng Tạ An. Các quan điểm của đế quỳ về đàn cổ đều rất có kiến giải và thể hiện tầm hiểu biết thâm sâu. Ngoài ra, khi đàm luận về những phương diện khác, đế quỳ cũng thể hiện ra trình độ không tầm thường của mình. Cuộc đàm luận đã khiến cho Tạ An cảm thấy mình thực sự thua kém đế quỳ. Ông cũng cảm nhận sâu sắc học vấn và tấm lòng khoan dung, nhẫn nhịn của đế quỳ. Vì thế ông đã lập tức thay đổi thái độ của mình. Trong mối quan hệ với đế quỳ, Tạ An bắt đầu với tâm thái tự phụ nhưng rồi phải cảm thấy tự thẹn. Còn đế quỳ ở tình huống bị coi thường, bị khinh khi mà vẫn giữ được nội tâm bình thản, trước sau đều không tức giận, không oán trách. Cuối cùng, ông đã dùng chân tài thực học của mình mà cải biến thái độ của đối phương. Đây thực sự là phẩm hạnh cao thượng khó có được của đế quỳ. Người không hiểu ta, ta không oán trách là một loại tu dưỡng, cũng là một loại cảnh giới. Người có được cảnh giới này sẽ luôn giữ được tâm thái bình hòa khi đối mặt với mọi phương diện của cuộc sống. Đồng thời, họ cũng xử lý tốt được các mối quan hệ trong xã hội. Tục ngữ nói, hữu xạ tự nhiên hương, chỉ cần chúng ta là hoa tươi thì lo gì không có hương thơm mát tỏa ra xung quanh. Chỉ cần chúng ta có tài năng và đức hạnh thực sự thì lo gì người khác không biết. Kính thưa quý vị và các bạn, tiếp theo sau đây là 8 cách đối phó với những kẻ đang cố hạ gục bạn. Xin mời quý vị cùng tiếp tục theo dõi và tham khảo nhé. 1. Tránh tức giận. Khi đối diện với thái độ coi thường từ người khác, phản ứng đầu tiên của đa số người là tức giận. Nhưng hãy nhớ, tức giận sẽ chỉ càng khiến bạn tổn thương thêm. Đó cũng là phản ứng để đối phương hiểu rằng họ đã thành công. Tức giận cũng sẽ dẫn đến những hành vi khó kiểm soát, tạo ra sự xung đột giữa hai bên. Khi tức giận, bạn cũng không thể có suy nghĩ thấu đáo để đảo ngược tình thế, khiến bản thân trở nên đáng thương trong mắt người khác. 2. Coi lời nói đó không liên quan tới mình. Có nhiều người không kiểm soát được lời nói và hành vi của mình, đưa ra những nhận xét tiêu cực mà chính họ cũng không biết. Trong số này, không loại trừ những người đang lấy chính nỗi sợ hãi và định kiến của bản thân để áp đặt lên người khác. Bạn nên suy nghĩ đơn giản hơn, chấp nhận những lời nói mà họ đang nhắc đến chính là tình huống của họ, mà không phải tình huống của mình. Suy nghĩ như vậy sẽ khiến bạn đồng cảm hơn với họ và không để những lời nói từ đối phương làm tổn thương bản thân nữa. 3. Dành thời gian tĩnh tâm trước khi phản ứng. Khi nói đến phản ứng, thời gian đặc biệt quý giá. Lúc bạn cảm thấy lời nói của đối phương trực tiếp xúc phạm tới mình, điều quan trọng nhất nên làm là hãy hít thở thật sâu và dành thời gian tĩnh tâm trước khi phản ứng lại. Thời gian chờ này sẽ khiến bạn có thêm góc nhìn về việc đang xảy ra để có quyết định tốt hơn. 4. Luôn hành xử thân thiện. Trong cuộc sống, nhiều người có xu hướng hay chỉ trích hoặc sử dụng những từ ngữ có thể làm tổn thương người khác. Nhưng hãy nhớ, bản thân ta mới quyết định có tiếp nhận những nhận xét đó hay không và phản ứng lại như thế nào. Để tránh xung đột, bạn có thể chọn một trong hai cách giải quyết sau. Thứ nhất là chấp nhận nhận xét, bình tĩnh cho đối phương biết những gì họ đang nói về bạn là đúng và bạn cảm thấy ổn vì điều đó. Thứ hai là từ chối nhận xét, lịch sự đáp trả những gì đối phương nói là sai, cũng như bạn không bận tâm vì điều đó. 5. Bỏ qua người đang bắt nạt bạn. Khi một người nào đó vượt qua ranh giới và bạn cảm thấy mình không được tôn trọng nên phớt lờ họ, chỉ với cách làm này đối phương mới hiểu rằng bạn không quan tâm và dành thời gian cho những lời xúc phạm của họ. Đó cũng là tín hiệu để cho đối phương biết rằng họ sẽ không thể ảnh hưởng tiêu cực tới bạn. Bạn vẫn có thể tiếp tục cuộc trò chuyện mà bỏ qua những chi tiết bản thân cảm thấy không phù hợp. Chỉ với việc phớt lờ, bạn đã thiết lập ranh giới với đối phương mà không cần thể hiện thêm thái độ hoặc lời nói nào khác. 6. Yêu cầu giải thích. Những lời xúc phạm đôi khi khó nhận biết, chúng có thể được ngụy trang bằng một lời khen. Tuy nhiên, không có nghĩa chúng ta có thể bỏ qua những lời nói đó. Bạn nên yêu cầu đối phương giải thích lý do tại sao họ nói như vậy hoặc ý nghĩa câu nói đó. Ở trường hợp lý tưởng,
câu nói của đối phương không có ý định xúc phạm, chỉ là hiểu lầm. Nếu đó là sự xúc phạm, cũng không nên tạo căng thẳng mà tiếp tục trò chuyện thân thiện. 7. Sử dụng khiếu hài hước của bạn. Biến cơn giận thành niềm vui bằng sự hài hước của bản thân là một giải pháp tuyệt vời trong một số tình huống bị châm chọc. Nếu bạn cảm thấy khó chịu về lời nói của người khác mà biết cách chuyển biến thành tình huống hài hước, đối phương sẽ hiểu bạn không tham gia vào trò chơi của họ. Đây cũng là cách khiến bạn giảm căng thẳng. Tuy nhiên, không phải tình huống nào cũng thực hiện được bằng cách thức này. Hãy lựa chọn đúng hoàn cảnh và thời điểm nếu bạn muốn thể hiện sự hài hước khi bị đối phương xúc phạm. 8. Giữ khoảng cách với những kẻ độc hại. Đôi khi bạn sẽ gặp phải những kẻ đang tìm người để cố ý gây chuyện. Lúc này đừng quá khắt khe, bởi bản thân bạn cũng có những khoảnh khắc giống họ. Tốt nhất nên tránh xa những người thích châm chọc người khác. Trong trường hợp thường xuyên gặp mặt, không cần tiếp xúc nhiều và giữ khoảng cách với họ. Nếu gặp thì hạn chế nói chuyện để không gây ra cuộc đối đầu lớn. Kính thưa quý vị, tiếp theo chương trình là phần chia sẻ. Người thông minh cả đời không hỏi bốn điều này. Người thông minh chưa bao giờ ăn mày quá khứ mà bỏ qua hiện tại. Cổ nhân có câu, đời này trăm vạn sự việc, muôn chuyện phức tạp. Đời này cũng đơn giản rõ ràng, đơn bạc tại tâm. Người có tâm sự nặng nề luôn tự tìm về phiền muộn. Người có tâm tư đơn thuần không bao giờ tự tìm kiếm những rắc rối. Chuyện thế gian không phải đều có nhân quả đúng sai. Người thông minh chân chính, cả đời không hỏi bốn câu. 1. Duyên phận, không hỏi kết quả. Bạch Lạc Mai viết trong cuốn Sunshine of My Life, nếu hữu duyên, cho dù núi cao tuyết trắng, vạn dặm tầng tầng mây, cuối cùng cũng sẽ gặp lại. Nếu vô duyên, chân trời góc biển, khó lòng tương phùng. Con người ở đời này, gặp ai hoặc bỏ lỡ ai, đều là được quyết định bởi chữ duyên. Có người đi cùng một đoạn đường liền nói lời tạm biệt, có người cứ mãi ở bên cạnh chưa từng rời đi. Hà tất phải chấp nhất trong một quá trình, cần gì phải cưỡng cầu một kết quả. Quý trọng những lần gặp gỡ chính là sự sở hữu thật sự. Phải biết rằng trong một mối quan hệ, vô tình gặp gỡ hay cuối cùng chia ly đều là sự an bài tốt nhất. Bởi vì có thể va vào nhau một vài khoảnh khắc giữa dòng đời này đã là chân quý lắm rồi. Duyên đến duyên đi là chuyện thường của nhân sinh. 2. Yêu nhau, không hỏi quá khứ. Đối với những người mình yêu thương, chúng ta thường chú ý đến mọi thứ về họ. Đó chính là lý do nhiều người luôn thích dõi theo quá khứ, nhắc lại chuyện cũ. Chúng ta lao tâm khổ tứ, lòng đầy nghi ngờ, kết quả mình lại là người bị thương sâu nhất. Người thông minh chân chính chưa bao giờ ăn mày quá khứ mà bỏ qua hiện tại. Bất kể nồng cháy hay đau thương đến đâu, quá khứ vẫn không thể thay đổi. Để ý và nuối tiếc quá nhiều chỉ khiến vết thương thêm đau. Học cách nói lời tạm biệt với quá khứ, buông tha cho những gì đã qua. Trân trọng hiện tại mới là trí tuệ lớn của nhân gian. 3. Chia tay, không hỏi ngày về. Tất cả lời tạm biệt đều là một câu buồn. Chỉ là mọi người đều hy vọng chia tay không phải là dấu chấm hết, mà là dấu gạch ngang. Mong rằng sau này có cơ hội gặp lại, nhân duyên còn tiếp diễn. Chỉ cần nhớ thương lẫn nhau, tất cả cuộc chia ly đều sẽ hóa thành niềm vui mỗi khi nghĩ đến nhau. Khi xưa, chúng ta nói lời chia tay, thề hẹn gặp lại nhau vào một ngày không xa. Xong, chúng ta đều bận rộn, cuộc gặp gỡ lại càng kéo dài. Người thông minh không còn hỏi han, nhưng chờ đợi trong im lặng. Nỗi đau chia tay đã tạo ra sự xúc động khi tương phùng. Cuộc sống này là thế, gặp gỡ thì ít, chỉ có chia tay là nhiều. Chỉ nguyện khi gặp được nhau, bất kể tình yêu hay tình bạn, chân thành quý trọng. 4. Chuyện đời, không hỏi đúng sai. Chuyện ở đời này vốn không có đúng sai, chỉ có lòng người khác nhau, tư tưởng khác nhau, nguyên tắc và lập trường của mỗi người khác nhau mà thôi. Chuyện thế gian không phải chỉ có đen và trắng. Trong cuộc sống này, bạn không thể làm hài lòng tất cả mọi người. Bên cạnh đó, không nên đánh giá người khác với các tiêu chuẩn của riêng mình. Điều quan trọng nhất là phải biết thay đổi tư duy, không hỏi đúng sai. Dụng tâm làm tốt mọi việc,
thật lòng đối xử với mỗi người là trí tuệ trong đối nhân xử thế. Đúng cũng tốt, sai cũng được, không cần rối rắm khúc mắc. Nếu mọi chuyện đều phải so đo nguyên nhân, hỏi rõ ràng, vậy thì mệt mỏi phiền lòng cũng chỉ có bản thân mà thôi. Quý vị thân mến, có câu, sống theo trái tim mới mong sở hữu cuộc đời như ý nguyện. Tiếp theo sau đây là, người thông minh đều biết từ chối cuộc sống tạm bợ nhờ ba năng lực sau. Liêu nhất mai trong cuộc sống vụng về như tôi đã từng nói, dễ dàng nghe theo lời người khác nói, để những cấm kỵ cản trở tầm nhìn trước mắt, tự đặt cho mình vào khuôn khổ gò bó. Sống cuộc sống đã vạch ra từ trước, tôi gọi đây là cuộc sống qua tay. Cuộc sống qua tay, ý chỉ cuộc sống second hand, tạm bợ, không phát triển đổi mới. Trong thời đại bùng nổ thông tin ngày nay, càng có nhiều người mất đi năng lực suy nghĩ độc lập. Họ thường thay đổi quan điểm chỉ vì một vài phát ngôn của người khác, thay đổi bản thân chỉ vì không thể hòa nhập vào cộng đồng. Như thế, họ đang sống một cuộc đời tạm bợ, không là chính mình. Người thật sự khôn ngoan đều sống trong tần số riêng của họ, theo đuổi trạng thái sống mà họ muốn. 1. Đừng áp đặt suy nghĩ của người khác lên tư duy của bản thân. Dale Carnegie, tác giả của Đắc Nhân Tâm, từng viết rằng, muốn trở thành người chân chính, trước hết phải là người không mù quáng. Con người hơn thua với nhau không phải là IQ, mà là năng lực suy nghĩ độc lập. Người làm nên đại sự thường có quan điểm và suy nghĩ riêng, họ không cần phải là hòa tan vào một nhóm, hay phó mặc trôi theo dòng chảy. Thật vậy, trong một quần thể, mỗi cảm xúc và hành động đều mang tính lan truyền mạnh mẽ. Làm một việc, nếu không nghĩ rõ nguyên nhân, không suy xét kỹ càng liền tuân theo, cuối cùng đa phần là thất bại. Chất lượng của khả năng suy nghĩ và phân tích thường quyết định chất lượng cuộc đời của một người. Người chiến thắng vẻ vang nhất luôn tỉnh táo và có thể phán đoán độc lập, hành động mang theo tư duy mới đủ đầy năng lượng và sức mạnh. 2. Đừng lấy kỳ vọng của người khác là tín ngưỡng của chính mình. Các chuyên gia người Mỹ đã thực hiện một nghiên cứu. Điều mà những người lớn tuổi gần đất xa trời hối tiếc nhất là, nếu cuộc sống có thể quay trở lại, tôi sẽ sống theo cách mình muốn. Nếu chúng ta đã quen với việc xem kỳ vọng của người khác là niềm tin của riêng mình, chỉ có thể khiến bản thân càng thêm hối tiếc mà thôi. Sống theo trái tim mới mong sở hữu cuộc đời như ý nguyện. Nhiều người cảm thấy khi già yếu nên có con để chăm sóc, gia đình ở bên cạnh. Nhưng không ít người lại chọn cách tự lập, mặc dù bản thân không còn bao nhiêu sức lực để bám trụ. Tất cả đều là sự lựa chọn của mỗi người. Quan điểm của người khác giống như một trở ngại, khiến bạn bị trói buộc và không thể cập bến đỗ của những giấc mơ. Chúng ta chỉ sống một lần, buông bỏ kỳ vọng và phán xét của người khác, làm ngơ ánh mắt của kẻ đời và trở thành người cầm lái cho cuộc sống của mình. Sống tự do tự tại, mặc dù kết cục có ra sao, ít ra bản thân từng cười nói vui vẻ, không thẹn với lòng. 3. Không lấy cuộc sống của người khác là hình mẫu để noi theo. Thuở nhỏ, bạn thích vẽ, nhưng cha mẹ nói, học giỏi và viết chữ hay mới là đứa trẻ ngoan. Lớn lên, bạn mở kinh doanh riêng, bạn bè cho rằng làm công ăn lương tuy bị phụ thuộc nhưng ổn định. Vài năm sau, bạn bận rộn với sự nghiệp, nhưng những người xung quanh khuyên bạn sớm tìm lấy tấm chồng tấm vợ mới là viên mãn. Tuy nhiên, cuộc sống không có tiêu chuẩn duy nhất. Cũng có thể những người ấy đang ghen ghét sự độc lập của bạn mà thôi. Con người là thế, chúng ta đến thế giới này mang theo rất nhiều sự ngưỡng mộ. Bạn ghen tị với tự do của tôi ghen tị với những ổn định của bạn. Bạn ghen tị với chiếc xe của tôi ghen tị với căn nhà của bạn. Bạn ghen tị với công việc của tôi ghen tị với việc bạn luôn có thời gian dành cho bản thân mỗi ngày. Trong thế giới rộng lớn, cuộc sống của mỗi người đều không giống nhau. Ai cũng có khó khăn riêng, bạn làm sao biết được đối phương chỉ hạnh phúc mà không buồn đau. Thay vì ngưỡng mộ và mù quáng ghen tị, hãy theo đuổi những gì mình thích, sống trọn từng phút giây, trân trọng với những gì đang có. Làm được những điều này, bạn chắc chắn là người hạnh phúc nhất trên đời. Quý vị và các bạn thân mến, phần cuối cùng trong video này là phần chia sẻ 3 cách sống hạnh phúc của người thông minh để tìm về an yên.
Cổ nhân có câu, người muốn sống hạnh phúc, cả thể xác lẫn linh hồn đều phải an yên tại già. Con người sống như thế nào mới là trạng thái lý tưởng nhất? Bẽ bàng, không bất ngờ, ngắm hoa nở hoa rơi trước đình mà lòng an yên. Người đi người về vô ý, ngước nhìn bầu trời, mây cuộn vờn quanh. Quả nhiên, trưởng thành rồi mới phát hiện, bớt cố chấp, đời ung dung, ít phẫn nộ, ngày tháng phẳng lặng, buông bỏ lo âu, nhiều hơn vài sự vui vẻ mới là cách sống tốt nhất. Thứ nhất là rèn luyện trái tim biết hạnh phúc. Thời trẻ nhiệt huyết xông pha, khát khao muốn có nhiều thứ to lớn vĩ đại. Nhưng đến một độ tuổi nhất định, bạn mới phát hiện, điều khó có được nhất chính là tu dưỡng một trái tim ung dung, cười nhìn thế gian phức tạp vô thường. Suy cho cùng, ai ở đời cũng đều vấp ngã, lên voi xuống chó. Chỉ khi biết gìn giữ trái tim, tôi luyện sự mạnh mẽ và sắt đá mới có thể dũng cảm nếm đủ đắng cay ngọt bùi. Johann Wolfgang, nhà thơ, nhà viết kịch, tiểu thuyết gia, nhà văn, nhà khoa học, họa sĩ người Đức từng nói, hạnh phúc của con người nằm ở hạnh phúc của trái tim. Ung dung là sự cởi mở trong tâm hồn, là trí tuệ của đời người. Con tim biết tìm thấy hạnh phúc nhỏ bé trong cuộc sống đời thường, bạn mới cảm thấy vui vẻ thật sự. Bất kể thân tại nơi đâu đều có thể mỉm cười vượt lên nỗi đau, thản nhiên mà sống. Bạn xem mọi thứ nhẹ tựa lông hồng, đời bớt gánh nặng trên vai. Bạn nhìn cuộc sống bằng đôi mắt nặng nề tiêu cực, chuyện xui điều rủi cũng tự nhiên xuất hiện. Nếu biết dùng trái tim biết ơn để đối xử với thế giới, mọi chuyện đều suôn sẻ đến bất ngờ. Thứ hai là giữ vững sự bình tĩnh trong tim. Cổ nhân có câu, người muốn sống hạnh phúc, cả thể xác lẫn linh hồn đều phải an yên tại già. Nhà của thể xác thì dễ tìm, nhưng tổ ấm của tâm hồn mới xa vời khó tìm. Người thông minh chân chính, bất kể đối mặt với nghịch cảnh đi chăng nữa, cũng biết hướng đến nơi thanh tịnh, giữ vững trái tim thiện lương. Người trí tuệ luôn sở hữu sự bình tĩnh trong tim. Cho dù danh vọng thăng hoa, tài phú đủ đầy, quyền cao chức trọng, có nhà có xe, cũng sống thản nhiên và đạm bạc, không kiêu ngạo cũng không khoe khoang phù phiếm. Dù sao thì đến cuối đời, những gì đi theo chúng ta chỉ có những chiêm nghiệm đã qua, chứ không phải tiền tài của cải. Tiền bạc luôn ở lại với người có trái tim tĩnh, sẽ tan thành mây khói với người chưa biết buông bỏ những phù phiếm xa đọa. Điều quan trọng nhất là phải biết sống trọn từng phút giây. Nếu đã biết hướng ngoại thì cũng phải thấm nhuần tu dưỡng nội hàm, cũng tức là vừa khát khao hòa cùng thế giới, vừa xây dựng nội tâm phong phú. Thứ ba là biết đủ, bởi cái gì quá mức cũng phản tác dụng. Có người nói, một người an yên thật sự không phải sống cô đơn tịch mịch trong núi rừng điền viên, mà là sự thanh tịnh tận sâu trong tâm hồn. Bạn nghĩ rằng cảm xúc vui vẻ sẽ khiến con người hạnh phúc, còn đau thương lại mang đến cái khổ triền miên. Nhưng bạn nên nhớ rằng, mọi thứ trên đời này đều có hai mặt của nó. Vật cực tất phản, cái gì quá mức cũng phản tác dụng. Theo đó, gặp chuyện may mắn, nhưng vì vui quá, bạn đã thể hiện cảm xúc quá mức, từ đó gây phản cảm trong mắt người khác, kéo về những chuyện vô tình xui rủi. Cũng giống như chuyện trúng số độc đắc, một người vui mừng vì tự dưng có được số tiền khổng lồ từ trên trời rơi xuống, đi kể khắp mọi nơi, hô hào bản thân cuối cùng cũng đổi đời. Nhưng sự phô trương này đã thu hút những kẻ có ý đồ xấu muốn trộm cướp. Thế là chuyện gì đến cũng sẽ đến. Do đó, bình tĩnh mới là cách sống của người thông minh đại trí. Ung dung nhìn đời, đau khổ cũng thản nhiên vượt qua. Quý vị và các bạn thân mến, quý vị và các bạn vừa xem xong trên đây là bài chia sẻ. Khi bị người khác coi thường, làm điều này cực khôn ngoan. Chúc bạn sức khỏe dồi dào, bình an, hạnh phúc, thành công và thịnh vượng. Nếu quý vị thấy video hữu ích thì xin đừng quên nhấn like, chia sẻ video và đăng ký ủng hộ kênh. Nhớ nhấn vào nút hình cái chuông để không bỏ lỡ những video mới nhất của chúng tôi mỗi khi phát sóng bạn nhé. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi video clip. Xin kính chúc quý vị và các bạn luôn luôn mạnh khỏe, bình an, thành công.
Xin trân trọng kính chào và hẹn gặp lại ở video tiếp theo.